Chợ Phú Thứ, một trong những nơi mua bán sầm uất từ quận Cái Răng. Mỗi ngày nơi đây có khoảng 2.000 người ra vào mua sắm. Hầu hết tiểu thương đều đeo khẩu trang và chuẩn bị đầy đủ nước sát khuẩn để phòng dịch. Để có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng. Mình chỉ có là tuyên truyền, mình nhắc nhở người ta khi mình gặp, mình phát hiện những cái trường hợp mà đã không đeo khẩu trang hoặc là những cái lô sạp mà không có trang bị những cái thuốc sạc diệt khuẩn á, mình cũng chỉ nhắc nhở cho người ta. Đến thời điểm này, hơn 100 chợ truyền thống và 98% siêu thị, cửa hàng tiện ích tại thành phố Cần Thơ đã hoạt động trở lại. Tất cả tiểu thương và nhân viên được tiêm từ 2 đến 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt, công tác phòng dịch được triển khai bằng nhiều cách khác nhau. Chuẩn bị một ụ nước rửa tay và bên ngoài là có các chú bảo vệ hướng dẫn khách sát khuẩn và giữ khoảng cách với nhau. Tập đoàn cũng có những cái bộ phận gọi là kiểm tra giám sát của nội bộ để kiểm tra qua thông qua các hệ thống camera cũng như là đi trực tiếp tới các cửa hàng kiểm tra cái việc tuân thủ của nhân viên. Để công tác phòng dịch trở thành nề nếp, ngành công thương thành phố trực tiếp đến kiểm tra tại các đơn vị kinh doanh. Qua đó, yêu cầu các đơn vị ký cam kết chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh. An toàn mới kinh doanh là phải an toàn, tuyên truyền và nâng cao cái nhận thức chia sẻ với thành phố của chúng ta, không để dịch bệnh lây ra trên địa bàn của chúng ta. Dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, sự chủ động của ngành công thương cùng các đơn vị kinh doanh sẽ giúp hạn chế tình trạng lây nhiễm, chung sức cùng thành phố thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.